Yeah, medium size,
Sang Nego 2014. Kết quả đầu tiên là Miss Teen Việt Nam áo dài Sang Nego 2014 thuộc về cô Jasmine Lee. Now we have second princess from Miss Việt Nam áo dài Senegal thuộc về cô Mai Hoàng. Mai xanh lên lăng, từng hạt mưa lung linh rơi, mùa xuân. Và trong ánh nắng lấp lánh, lời yêu thương ai ngào ngạt. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên. Và first princess thuộc về cô Christine Lee. Thank you, Larry.